Nào tao mở lại cái dự án hôm trước. Tao làm trạng thái hôm trước làm những này đúng không nhỉ? Tao đã điều khiển được nhân vật rồi. Tức là chúng ta có thể đi sang trái này, sang phải này, nhỉ? Nhảy lên trên này. Nhưng một vấn đề xảy ra, bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy vấn đề xảy ra ở chỗ này. Bây giờ tạo một quý pháp, ta làm như thế nào? Đây, chúng ta sẽ thực hiện như này. Quý pháp này, trong thư mục quý pháp bạn tạo một quý pháp đi. Đây là thư mục gì? Ground. Ví dụ bạn muốn sử dụng toàn bộ cái này nhỉ? Bạn kéo vào đây, đúng không? Đấy, G này, bạn kéo lại vào đây nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ có một cái đối tượng thứ hai. Ta dùng này, ta kéo vào đây. Như vậy là một lần ta lấy gì? Được ba đối tượng nhỉ? Tương tự như thế, ta có thể đưa vào đây một lần nữa. Nếu bạn muốn gọn gàng hơn thì bạn có thể gì? Tạo một đối tượng lớn ở đây, đối tượng trang, ví dụ như là hơi bóp rách hay là cái này như là background chẳng hạn. Chúng ta lấy cả ba đối tượng này, ta kéo vào được con như vậy nhìn nó gọn gàng hơn, đúng không? Đấy nhỉ, đó. Như vậy là ta đã có những cái đối tượng ở trong vùng này nhỉ. Bây giờ các bạn, nếu bạn chạy thử thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề ví dụ như thế này nhá. Vấn đề gì biết không? Đấy là khi ta đi khỏi thị trường này nhỉ, thì chúng ta không nhìn thấy nhân vật đó nữa. Cho nên nó xuất phát một cái bài toán là gì? Phải có camera nó dõi dõi theo nhân vật nhỉ. Như vậy chúng ta mới có cái phần này là cái gì? Là cái phần là gì? Là camera dõi theo nhân vật nhỉ. Đúng không? Là camera dõi theo nhân vật. Camera follow theo nhân vật. Character. Rồi, đó là nội dung của cái phần. Nào, thứ tiếp theo. Trong gì? Unity. Rồi. Chúng ta sẽ tạo một cái script nhỉ. Bấm phải chuột đây, chọn new script. Chúng ta ghi là gì? Ghi là camera. Đổi luôn nhá, enter. Sau đó ta mở cái này ra. Rồi, đầu tiên ta khai báo một cái đối tượng. Đầu tiên là bạn phải kiểu như là tech view ấy nhỉ. Yeah. Chúng ta sẽ sử dụng cái ví dụ như là ta ghi là private. Yeah. Transform chẳng hạn, đúng không? Transform kiểu như là những tech view ấy nhỉ. Yeah. Ta ghi là player nhá. Yeah. Bây giờ cái hàm khởi tạo này ta dùng gì? Kiểu như là file by UID nhá. Còn nhớ cái đấy không? Player. Cái nhà giá trị bằng gì đấy? Game object này, chấm file. Đấy. Bây giờ chúng ta file cái gì? Chấm gì? Transform. Cái gì nhỉ? Thế thì bây giờ ta file cái gì? Ta file cái gì? File cái player này đúng không? Đúng chưa? Rename này. Copy này. File cái player này để hai thằng nó liên kết với nhau. Thì cái nhà đây là ánh sáng. Giống như trong gì? Trong Android đúng không nha? Các bạn quen Android mà. Thế bây giờ việc cập nhật vị trí thì sẽ được thực hiện thế nào? Thì đầu tiên chúng ta cần phải cập nhật theo kiểu là kiểm tra nếu như mà tồn tại nhỉ. Player. Mà gì khác null thì chúng ta mới gì thực hiện việc này nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên này, bạn sẽ khai báo một cái đối tượng ba chiều nhỉ. Vector 3 position đi nhé. Position sẽ bằng transform chấm translate chấm position. Đấy. Như vậy đối tượng này sẽ là gì? Một đối tượng để nhận giá trị tương đối nhỉ, nhận giá trị tương đối của cái player. Tiếp theo ta lại có gì nhỉ? Ta lại có player nhỉ. Tức là position này, chấm x này, tức là chấm theo tọa độ trục x vì nó di chuyển theo trục gì các bạn?
chữ x đúng như nhỉ, sẽ bằng gì đấy, bằng gì, bằng player, bằng tọa độ chữ x của player chấm transform chấm gì, chấm x đúng như nhỉ, position chấm x. Rồi cuối cùng làm điều ngược lại thôi đúng không, tức là chúng ta là gì, transform chấm position yeah, nhận trị bằng gì ấy, bằng post. Như vậy ta đổi vị trí nhé, bởi vì nó chỉ di chuyển theo trục thì trục x. Như vậy đầu tiên ta khai báo này, một cái đối tượng này, đối tượng tạo lấy vị trí thì hiện thời nhỉ, sau đó ta gì, gán cái tọa độ trục x của nó bằng gì, tọa độ trục x của thằng player, sau đó gì lại đẩy lại nhỉ, tọa độ, tức là cái transform chấm position của thằng của cái thằng player này nhận giá trị bằng gì, post. Đấy, như vậy sẽ làm cho gì, nhân vật nó sẽ di chuyển theo. Bây giờ ta sẽ thực hiện việc đó. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái clip đấy vào đây nhỉ, bạn add comment được hoặc bạn kéo trực tiếp vào đây được, có cái không kéo được đâu cho nên tôi add nó nhanh. Như là gì đấy, ca lấy ra camera, quấy sao không ra này, nào để xem kiểm tra lại cái này có đúng tên camera đúng rồi, camera chính là cái này đây đúng không, chúng ta chọn cái player này, chúng ta kéo cái camera vào để cho nó nhận. Kéo vào đây. Rồi. Đấy, thấy chưa? Bạn nhìn thấy hình ảnh di chuyển chưa? Đây, nó sẽ di chuyển theo đúng không? Đây này. Đúng, lúc nào nhân vật đang ở giữa, các em hình dung chưa? Ví dụ thế đúng không? Thì cảm giác là gì? Cảm giác là như là nhân vật nó chuyển động vậy, thì nó sẽ không bị gì, không bị. Đấy, ví dụ thế đúng không? Như vậy là gì, chúng ta đã thực hiện xong cái việc là camera follow theo nhân vật. Chúng ta nhớ là chúng ta kéo clip vào camera nhé. Chọn lưu lại. Ok. Rồi, xong rồi. Giật giật kiện nó thôi.